việc mà các em kinh toán phải quan tâm, vì các em là người gác thôn. Thì chúng tôi cũng đã báo tổng tổng đốc, thì tổng đốc năm nay chúng năm tổng đốc một đầu tư muốn ra chứ đâu mới chịu, gọi là đơn vị sự nghiệp công lập. Tự chủ có nghĩa là công phải tự tìm kiếm cái nguồn để công sống, và khi có nguồn rồi thì lại một số cái chỗ ông phải trả cho tôi một giờ bao nhiêu tiền, và tôi ước lượng ra cái chi phí một giờ phát sóng của tôi hoặc một phút phát sóng của tôi. Nước của khờm ông phải phục vụ thế tôi lấy quy định cụ thể cho từng ông của VTV thì phải do cái ông tổng giám đốc ông quyết định theo cái mức nào. Là mấy cái ông chủ tài khoản, mấy ông đấy là cái ông mà hay làm sai chứ không phải mấy cô lại làm sai. Mấy cô đặc biệt là các em kinh toán phải quan tâm, vì các em là người gác thôn cho thủ trưởng các vấn đề. Ủy ban nào người ta đề xuất thì cuối cùng vẫn đến mấy cái chỗ này. Các gái chồng thì cũng hảo đấy, thì chúng ta cũng phải đến độ thôi, gọi là đơn vị kế hoạch. Và nội bộ cứ kiện cáo thì nội bộ không nói ra thì làm gì có ai mà biết. Bên VTV không nghĩa là còn tôi kinh nghiệm ở thế này, chỗ nào đổ vỡ. Và trong cái báo cáo tài chính đây có phần tình hình kinh phí và quyết toán. Mấy ông nhà tôi đi công tác mà thuê khách sạn đi mua sắm là có hoa hồng, tôi bảo đảm là có. Vẫn thận thì thành là cái ban chuyên đi cảng mà không soi thì lại bỏ thiếu trách nhiệm. Rõ ràng rồi, tất cả các khoản theo lương thì nó rõ ràng. Để chi vụn vặt linh tinh mãi văn phòng phẩm thì không có kể, thì tập trung chủ yếu ở cái ông làm cái tư thế. Thì tôi đề nghị các đồng chí đi quan tâm đến cái khoản mục này. Là đơn vị kế hoạch. Cho nên người ta mới tách bạch ra giữa cái ông gọi là hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc. Đó là cái ông báo sổ đấy. Riêng ở đài thì hiện nay chúng ta đang hành động. Đây là bài nối vòng tay lớn remix cho người các chị lên sân khấu hết đi ạ. Nối vòng tay lớn ạ. Four, five.
1, đúng chưa ạ? 2 này, 4, 6, 4 người nữa đâu ạ? 7, tiếp tục ạ, 3 người nữa ạ, 3 người nữa ạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em ơi bấm giờ như nào? 3, 2, 1, bắt đầu. Xoay từ từ thôi, đúng rồi, rất khéo, hay quá, từ từ, quá hay rồi. Ra quá khéo, hay quá, từ từ cái gì nữa, giỏi, ok rồi, giữ yên, chị quay lại, chị quay lại hướng nha, đừng rung quá, cố gắng giữ chặt cái mũi, cái gì ơi, từ từ nào, thả ra nè, từ từ, khéo lắm, quá hay, một mình ta từ từ xoay chặt thôi, chặt mà chắc, không cần vội vàng xoay, cái gì xoay nhẹ, khéo, thả đi chị, thả đúng, xoay nào. Rồi, từ từ nha, thấp xuống, đúng rồi, rất nhịp nhàng. Đội này truyền rất chuẩn nha, khéo léo và rất chuẩn, từ từ. Thả đi chị, chất lắm, từ thôi, đừng rung. Từ từ, rồi, chị xoay, chị giữ yên em, chị xoay, đúng rồi. Đừng rung vào nhau, đúng rồi, thả nhẹ thôi. Rất khéo, thả ra, thả lỏng hít thở nào. Nâng niu như đây là một chàng trai trước mặt mình, đúng rồi, xoay nào. Đấy, nhẹ thôi, tụi em thích nhẹ lắm, tụi em thích mặt, đúng rồi, nhẹ thôi chị, đúng rồi, thả nhẹ xuống, từ từ, không thở mặt, thả nhẹ, nâng niu, đúng rồi, nhẹ thôi, nhẹ, thả ra, nhả ra, từ từ, đúng rồi, uyển chuyển, quay đi nào, rất khéo nha, tiếp tục nào, rồi, từ từ, thả nào, chân, thả, yeah, rồi, xoay nào, chó vào tô, từ từ, nhớ đừng thả chân để bị rồi một cái bậc tiếp thôi, tiếp tục cái thứ hai. Đây là đội đang tu thế hơn những đội khác, đang còn hai chế vật về đích. Thời gian còn bao nhiêu em? Một phút, còn một phút nữa, chúng ta còn một phút nữa nào. Rất khéo nha, từ từ, thả từ từ thôi, thả từ, đúng rồi, thả nhẹ, chính xác chuẩn, nhẹ, thả xuống, không hù rồi bạn, từ từ, chị cứ cái mặt quý giá đừng nghe đâu, từ từ, thả nhẹ, đúng, thả, từ từ, cúi xuống, đúng rồi, rồi, như vậy đây là trái mặt thứ hai về cho đội một mình, có được hay không, chờ nhá, yeah, hai trái rồi, chúng ta còn bao nhiêu giây, 10 giây cuối cùng, cố gắng lên, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, rất là khéo luôn, 3, hay quá mấy chị ơi, 2, 1, hết giờ, yeah. Chúc mừng đội một mình được 2 chiếc mận nha, và bao nhiêu ly uống ạ, à? Bao nhiêu ly chị, 2 ly, đội này phải uống 2 ly, đội này chỉ uống 2 ly thôi, rồi. Chúc mừng đội một mình đang là đội ưu thế của chúng ta. Và xin mời đội cuối cùng thích là nhất lên sân khấu, đội liên quân của 3 và 8. Uống nào. Uống thế nào. 3, 2, 1, uống. Yeah, máu quá. Chúc mừng các anh chị, xin mời đội cuối cùng thích là nhất lên sân khấu, 3 và 8. Một người có chân lên nhé. Một người co chân lên. Một người co chân lên giùm em. Trong hai chị nha, một người co chân lên. Hai chị sẽ có một người co chân. Rồi, bên này sẽ có người co chân lên. Rồi. Anh Cao, dừng lại. Anh Tạo ơi, xin công tử em kiềm chế. Công tử. Uống nhiều quá. Công tử, bỏ quá kích. Thua đó, thua bụi uống 5 ly đó. Nghe chưa? Trong lúc thi công tử kiềm chế nha. Ai muốn đi. Để người công tử tạo kiềm chế lại. 3, 2, 1, bắt đầu. Từ từ, thả từ từ, đúng rồi, công tử truyền rất nhanh. Cho miếng nhạc đi. Rồi. Từ từ. Yeah, từ từ, ra. Hai chị rất khéo nha, diễn tập cho em, đúng rồi.
Rồi chị đứng yên thì thật nhận về chị đứng yên nha. Chị đang kiếm trời ơi lớn rồi. Hiếp quá. Lại từ đầu nào. Liệu đội này các bạn đội mỗi người xuống 3 ly thì thua không? Chúng ta đứng gần, gần cố gắng đưa một trái mạnh cũng được. Từ từ chậm mà chắc, từ thôi thả nhẹ. Rồi ơi rớt nữa rồi. Chết rồi. Còn 2 phút. Từ từ thôi ạ. Đừng rớt nữa. Thả, đúng rồi. Quay nhẹ thôi, từ từ. Thả nhẹ thôi, đừng run quá, từ từ thả lỏng, thả nhẹ. Chị thấp xuống, chị cao lên tí là được. Từ từ thôi, chờ chị nhẹ nó đi. Chị chuối cái mũi cái này nó xuống. Ôi trời ơi. Chưa được quả nào. Đây là đội có thể uống 3 ly mỗi người nè mọi người ơi. Từ từ đúng rồi, từ từ thôi. Trời ơi. Đừng nhảy, xoay nhẹ nhẹ rồi đừng. Còn một phút cứ xoay chậm chậm thôi. Được một trái cũng không bị thua. Chậm thôi đừng nhảy, đi từ từ. Đúng rồi. Hai người đều có chứ làm gì một người có thôi. Đúng rồi, xoay đi, xoay nhẹ thôi. Việc của người ta, ăn đi. Ăn này đội nào đấy. Đấy, đúng rồi, cố gắng, quả cuối cùng cũng được. Xoay đi chị, xoay nhẹ, đúng rồi. Còn một phút cuối, từ từ. Đúng rồi, từ từ thả nhẹ. Đừng nhẹ thả đấy. Lại rơi rồi. Còn 30 giây. 30 giây cuối cùng. Đội nào em nói rồi, có dai vào là nó thua ngay. Mười chị đi lên làm đẹp hình cho em không chịu. Cho ông Tạo làm gì. Ông Tạo toàn lên. Dê thôi. Thả từ từ chị, thả từ từ. Rồi rớt nữa rồi. Rớt rồi, phía ông Tạo nặng quá. 10 giây cuối. 10 9 Rót đầy rượu giùm em đi, rót rượu đi các chị ơi, rót rượu đi. 8 7 Công tử ra. Công tử ra quay lại thứ 9. Bạn ăn đấy. Anh ta uống thi, anh lên lo ăn dê không. Hết giờ. Không tự trọng. Người ta thua ngã tổng. Anh chị làm cố gắng từng năm vào. Cái ví là nặng. Anh ta uống 10 chén. Đội này vì anh Tạo là người làm ra nghiệp chướng cho nên anh Tạo sẽ là người uống 2 ly. Các chị còn lại uống 1 ly. Đúng không ạ? Dạ rồi. Anh Tạo là 2 ly, các chị 1 ly. Thôi uống đi, không chửi nhau nữa, tại nào cũng thua rồi. Tập trung uống, em thấy cãi nhau làm gì nữa thôi. Không chì chiếc nhau nữa, rồi. Rồi. Uống đi các chị, uống hết nhé, rồi. 2, 3 Một cái đội là người tiên uống không nhìn mặt nhau. Không ai nhìn mặt ai. Uống rất xào xá và uống trong sự cảm ơn. Rồi được rồi, không vui vẻ gì thôi mình đi về, mình không giải tán. Đội tiếp theo. Và bây giờ sẽ tiếp tục sẽ làm một tiết mục của Liên Quân TVAD tạp chí truyền hình và ban khoa giáo. Nó làm 2 bài. Xin mời các gia đội của Liên Quân lên sân khấu đi ạ. Đầu tiên là bài Mê Tình Yêu Bắt Đầu và sau là bài Con Bướm Xinh. Được rồi. À, Con Bướm Xuân. Xe dài luôn rồi. Đây ạ. Liên Quân đứng lên sân khấu. Đi ăn hai bên. Phát quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm biết có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mỏng đắng. Sao vẫn mãi như em xa, đời mình ta vẫn còn.
Dạ vâng, màn thả bướm xong rồi các chị nhốt bướm ra giùm em. Dạ, bây giờ mình không thả được.
tiếp tục là một tiết mục đặc biệt của cả ban kế hoạch tài chính, không ạ? Bài hát 60 năm cuộc đời, xin mời tất cả các anh của chị của ban kế hoạch tài chính. Mình quá mà sếp mình yếu quá. Thôi, thôi. Em chiều anh về đường về nhà làm, lên sân khấu nghe là điện ảnh làm anh sân khấu anh thành anh lâm hôm nay là mình là có giáo quyền mà xét được một cháu là cháu mừng không biết nè em hỏi chỗ quá lãnh đạo ba phát một bài thôi.
lãnh đạo ban phải tập trung hát tặng anh em mình gọi nhận nhiều quá, nhiều quá. Lãnh đạo ban chưa tặng anh em bài đó. Vì tôi ra nghề tôi mạnh dạn phát biểu với chị em đừng phát biểu với tôi. Đội trưởng sẵn sàng 3, 2, 1, âm nhạc. Hey.
thủ điều cá mập, thủ điều cá mập con, nhưng mà cá mập mẹ đang tập lại đi chứ. Rồi cá mập mẹ giơ tay qua phải và giơ tay qua trái. Đàn cá mập con anh là sao phải làm theo lời mẹ nhá. Rồi mặt cười hớn hở. Ta xin nguyện các ngươi đã ép tay vào ngực, ép tay vào ngực cho cá mập mẹ. Rồi đội trưởng đội một mình đang lấy tay. Rồi dạ gãy dạ. Rồi đổi dạ rồi. Xoay 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 vòng tròn xoay. Lắc mông này xoay là lắc eo này. Xoay vừa xoay vừa lắc mông. Cha đó, cha đó, cha đó. Yeah. Hay quá, đội này. Ai cũng nhảy đẹp, có mình anh sái ca nhảy sai nhịp thôi. Còn mọi người nhảy đúng nhịp. Rất là đều nha, các chị nhảy rất đẹp, rất đều nha. Xoay đúng luôn nha. Anh kêu chị đừng xoay nữa, các chị cứ xoay nha. Yeah. Chúc mừng đội thích là nhất. Dạ. Xoay tay đó.
xuống nó xuống từ từ, nó xuống từ từ, đúng rồi. Quấy cột, đây là gọi là quấy cột đấy anh. Không, cái anh là lắc mông rồi. Rồi, đúng rồi, lên từ từ anh. Xoay, xoay tay nhẹ, xoay tay nhẹ. Chưa đâu, chưa đâu, chưa đâu, đang đổi đó, đang đổi nhạc đấy. Mình mua hai bài nhạc dở quá. Nhạc dở quá. Chưa, 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 cao giải anh, chưa, 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 em mới thông báo. Em không ngờ anh thêm mới giải thưởng cho đấy. Rồi, 1 tỷ rồi, đôi gì rồi nào chị? Đôi gì, đôi gì? Đôi gì, đôi gì, đứt giày em biết mà. À đồng giải ba là thích là nhất và đội thua tất cùng đội một mình là đồng giải ba. Thank you.
Hôm nay mà mình hầu là hát cho con em hạnh phúc. Ai mà cho anh mà là bye.
viên tăng lực các anh chị ơi. Cho bán nè. Yeah đấy các chị ơi, yeah đấy nha. Rồi, em chúc mừng đội duy nhất đoàn một mình, cảm ơn Lam. Xin mời ba đội tiếp tục đồng hành tiếp cùng đêm nay. Các con hướng xa ba vẫn mở chờ các chị. 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Rồi mời 117 cầm 800 triệu xuống. Tiếp tục đội giải nhì thứ hai đội thu 800. Dạ rồi. Cái chìa khóa chặt cửa lại sợ đêm nay bị cướp. Có 4 người à? Là 4 người là 800 chia mỗi người 200 triệu ạ. Yeah. Rồi chúc mừng đội thu tất. Cảm ơn Long. Đội giải nhì thứ ba xin mời đội lên đỉnh. Đội lên đỉnh cũng nhận được giải nhì trị giá 800 triệu đồng, cũng chỉ có 3 chị, mỗi chị 200. Khóa chặt cửa phòng của tôi cướp. Phố A4. Lên đỉnh, anh đứng xa xa ra đây, đội này lên đỉnh đó anh vậy. Một tràng pháo tay cho đội lên đỉnh nè. Rồi, cảm ơn thật. Đội này sẽ được mời lên Sapa diễn hàng đêm. Nè, mỗi tối thứ 7 rồi. Mỗi tối thứ bảy đội 117 sẽ được mời đến Sapa diễn hàng đêm. Lên đi em, đội trưởng nhà nhất đi em. Tỷ rưỡi lận em. Rồi. 1, 2, 3 chúc mừng đội 117 giải nhất. Thi nhảy. Vâng, giải nhất 117, cảm ơn Lam. Chúc mừng đội lên đỉnh giải nhì 1.200.000.000 đồng. Này các em đến đây. Rồi, chúc mừng đội lên đỉnh. Mời các chị về. Còn giải gì nữa không? Nhiều nhỉ. Không là năm sau mình không xin được quà cái chị với trang hết đi, không để tồn dư đâu. Rồi. Ba đội được giải ba, một tràng pháo tay cho ba đội giải ba ạ. 950 triệu đồng mỗi đội. Cảm ơn cái đội, cảm ơn anh Thanh, cảm ơn anh Lan. Đấu giá là 3 tỷ đồng luôn anh à. Anh Đà chưa thấy anh có chưa thấy anh. Nhạc lên. Chúc mừng chị Thủy, 2 tỷ đồng thuộc về chị, người nhảy đặc biệt nhất. Chúc mừng chị Ngôi Thanh Thủy, cảm ơn anh Lam. Tiếp tục đồng nghiệp, thì nhận lời mời của sếp Lam là mặc dù anh Đà có đi thế đâu, đi thế nào, nhưng mà hội nghị tài chính hàng năm anh Đà không có mặt cũng được, nhưng mà phải gửi về một bài hát tặng cho ba mình. Xin hứa là sẽ mời anh Đà tặng biệt đến khi nào không nhảy được nữa thôi. Cảm ơn Đà. Chúc mừng Lam, chúc mừng Đà lần nữa, một tràng pháo tay cho 1.800.000.000 đồng thuộc về anh Đà, người sáng tác ca khúc hay nhất. Năm sau lại sáng tác anh Đà. 1.500.000.000 đồng mỗi người được trăm mấy chục triệu em tính rồi. Một tràng pháo tay cho đội xe số 3. Cảm ơn chị Thủy. Tiếp tục chúng ta cùng đến với giải công hiến trị giá 1.200.000.000 đồng cho đội An Lạc. Một cái ba xơi em đi nha. 1, 2, 3. Mời anh xơi em đi. Mời anh xem đi nha. 1, 2, 3. Mời anh xơi em đi. Người hãy xơi em đi. Sợ quá. Nhảy đi đội trưởng 117. Để cho nhận, một tràng pháo tay cho đội trưởng 117. Chúc mừng tiết mục yêu thích nhất của ban khoa giáo, tạp chí tài chính 3 tỷ đồng. Rất nặng quá chị ơi, có vàng, một tràng kim cương.
tài chính tiếp mục nhiều người tham gia nhất. Thank you.